À, mấy bé nhỏ Phật tử Bình Sơn ngoan lắm nghe, ngồi niệm Phật ngoan lắm nghe, A Di Đà Phật. Thấy cái pháp môn niệm Phật này rất là đặc biệt. Chị mới nhớ cái pháp môn niệm Phật này mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng là đây là cái pháp tu mà quá giải kiếp nạn cho nhân sinh, và một cái pháp tu mà có thể giúp chúng sanh một đời thành Phật. Và bây giờ chúng ta lại rất đủ duyên là phát triển đạo tràng, cư sĩ tại gia niệm Phật. Đây là một cái giống như mở ngoặc, một cái sự mới mẻ đặc biệt, quý vị nhớ nha. Và quý vị khi dụng công tu, quý vị thấy rất là tiện lợi, và từng gia đình là đạo tràng tịnh độ, từng gia đình. Và tại gia đình quý vị dụng công tu, nó sẽ ảnh hưởng gia đình và con cháu vị rất là lớn, và thăng bằng quyến thuộc của quyền thất tổ của mình chưa siêu thoát, ảnh hưởng này lớn lắm, rất lớn. Và vì phải nhớ rằng là đạo tràng tịnh độ gia đình là một đạo tràng mà khó ai phá vỡ được. Tại vì sao? Vì cá nhân của quý vị, hiểu không? Giống như một nguyên cái rổ trứng, nó để đầy một rổ, nó đập một phát bể hết. Nhưng nếu mà đem cái trứng này ra, từng cái trứng đi chia 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 đều hết, dù người ta có giẫm bể một trứng đi, vẫn còn nhiều trứng chưa giẫm được. Nên cái pháp môn niệm Phật mà phát triển từng gia đình, và nhà ai đủ duyên thì có một căn phòng, rủ một số người đến niệm Phật, đây thì quá tuyệt vời. Vì nhớ là căn nhà nào, mảnh đất nào có người niệm Phật đến, thì căn nhà đó, mảnh đất đó sẽ có một vị Phật ra đời. Tại vì sao? Vì pháp môn niệm Phật á, là pháp môn một đời thành Phật, mà người chỉ cần nghe qua danh hiệu Phật thì nhất định sẽ giảng sanh về thế giới cực lạc làm Phật. Nên căn nhà nào, mảnh đất nào có người niệm Phật là căn nhà tốt, mảnh đất tốt, từ trường tốt. Mà nhiều nơi niệm Phật như vậy phát lên một từ trường tốt. Vì thì dù có kiếp nạn lớn cỡ nào đến với một cái quốc gia đó, cũng nhờ cái phước đức công đức niệm Phật mà hóa giải bớt. Dù kiếp nạn lớn cỡ nào cũng nhờ công đức phước duyên mà hóa giải bớt đi. Nên khi chúng ta tu tập tại gia đình mà lợi ích như vậy, thì mỗi một con người nên chân thật phát động, khởi xướng đạo tràng tịnh độ gia đình. Nhưng Đức thấy bây giờ cái sự khởi xướng về đạo tràng tịnh độ gia đình hình như hơn hơn hưng khởi lên, mạnh lên đó quý vị. Nên những Đức gặp Phước Tịnh, những Đức nói rằng là phải phát triển đạo tràng từng gia đình nhiều nơi. Và những vị cư sĩ có nhân duyên nên phát triển nhiều nơi đạo tràng niệm Phật cư sĩ. Nên có mấy vị ở Tây Ninh gặp những đức quý, quý như đức lắm. Họ có một khu đất, họ nói rằng là xung quanh chứ con trồng cây ăn trái hết rồi. Và có một căn nhà, nếu như mà cư sĩ Nhuận Đức đồng ý thì chúng con sẽ xây một cái đạo tràng như một căn nhà. Lâu lâu cư sĩ Nhuận Đức ghé ngang chút thôi, tập trung số người niệm Phật để nơi đó trở thành một đạo tràng tịnh độ. Nhuận Đức nói tốt, cứ làm, việc đó tốt mà. Có nghĩa là đạo tràng tịnh độ Nhuận Đức mong làm sao mọc rất nhiều nơi. Và cuộc đời của mình từ bây giờ cho đến khi mình về thế giới cực lạc, ở cái cõi này mình phải làm một cái gì đó làm tặng đáy lòng mình,
làm tặng đáy lòng, làm hết mình, làm chân thật. Việc này quá đặc biệt quý vị. Vì thấy rằng là mưa gió bão tố, thời tiết thay đổi thất thường, lòng người cũng thất thường, làm ăn khó khăn, cuộc sống người càng ngày càng khổ. Thấy không? Nên Phật nói cõi này khổ không nói hết. Nên Phật mới chỉ mình đi về thế giới cực lạc, một nơi vui vui chẳng nghĩ bàn. Nên ở nơi đây giả tâm, người giả tâm giả, cảnh giả. Còn ở thế giới cực lạc thì cái gì cũng thật. Đã là giả thì quý vị gặp cái con người giả tâm đến với mình, quý vị thấy bình thản. Vì sao? Vì cõi này phải như vậy. Từ nơi đó mà tâm mình càng háo hức cái chuyện niệm Phật sanh cực lạc. Vì nhớ, bây giờ mình có được đạo tràng tu như vậy tại gia đình luôn. Chỉ một chiếc điện thoại, một cái tivi thôi đã là một đạo tràng tại gia của quý vị. Quá đặc biệt rồi. Mỗi ngày tu tập đặc biệt vô cùng, tu xong lo chuyện gia đình được ổn định hết. Những việc thiện, việc tốt gì làm được thì làm. Không có phải chúng ta đi nhiều nữa, mà tại gia đình của mình lại có một đạo tràng tu tập. Những đức nhìn giống như mà đồng tâm bình định đâu, bổn sen bình định đâu. Này chắc mấy chiếc điện thoại quá. Vì Đồng Châu Bình Định U85 nó tập trung mấy cụ đồ ha, niệm Phật. Nó thấy đó là một đạo tràng tịnh độ rồi đó quý vị thấy không. Đạo tràng U85 thấy quá đặc biệt chưa. Những cái đạo tràng này bây giờ tiện bề tu tập, mỗi ngày được quân tập niệm Phật, người già niệm Phật lễ Phật, sức khỏe tốt, tâm trí minh mẫn, sáng suốt, dễ tính, ai mà không thương. Mỗi một người mình mà vui vẻ dễ tính, đi đâu người ta cũng thương. Mà nhờ niệm Phật vui vẻ dễ tính quý vị. Đó. Giống như hôm qua buổi tối như Đức coi mấy công đoạn mà hồi đó mấy chú cũng làm, những công đoạn kỷ niệm. Thật sự hồi đó cũng coi nha quý vị, mà chưa cảm xúc bằng bây giờ. Bây giờ coi lại một cái nha quý vị, đúng là mình đến với cuộc đời này làm người xuất gia trong 15 năm đó đúng là quá ý nghĩa. Đầu tiên là đạo tràng 1.500 người, sau là đạo tràng 2.000 người, những pháp hội một lần mấy chục ngàn con người, chương trình khiếm thị, người què hoặc tật nguyền suốt thời gian 5-6 năm chờ, bao nhiêu người mù, một lần tổ chức cả chục ngàn người mù, quý vị nghĩ không đơn giản. Tật nguyền gì tập trung về hết luôn, đem pháp môn tịnh độ cấm từng con người đó, cấm từng cái tâm con người đó. Nhưng Đức thấy mình đến cuộc đời này vậy là Phật đã quá ưu ái cho mình, quá ý nghĩa. Thật sự quá ý nghĩa quý vị. Khi coi lại cảm xúc xúc động vô cùng. Nên Nhật Đức nói một công đoạn hồi sáng đó. Nhật Đức mong rằng tất cả những người đã từng ở trong pháp hội đó, đã từng đến chùa nơi Nhật Đức đã từng ở, đã từng biết nhau và đã từng gặp nhau và rất nhiều nụ cười chia sẻ cho nhau. Dù hôm nay có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta tại sao không nhớ lại những kỷ niệm đẹp đó quý vị. Cần chi cái chuyện dối lòng mình làm gì. Có người thật sự mà nói ai mà không có cái sai, thật lòng sai, thật lòng nhiệt tình, đúng, thật lòng nhiệt tình sai. Thà có người thật đặc biệt hơn dối lòng. Dối lòng cũng dễ nói. Thật sự vì nhớ kỹ nha, sống thật. Con người thì ai cũng có cái sai, nhưng thật là phải thật. Vì mục tiêu mình sanh cực lạc mà quý vị. Mục tiêu mình sanh cực lạc mà. Đó, thí dụ như hôm nay người ta vấp ngã mình, ôi con người ai cũng có cái vấp ngã, cơ hội cho người ta đứng lên. Ngày mai mình vấp ngã thì bao nhiêu con người nâng đỡ mình. Vì khi người ta vấp ngã mình đã cho người ta cơ hội. Có cái vị này chủ trì chùa Thượng Tọ, và thêm một vị thầy rất nổi tiếng.
Nãy những đức đi trên xe ngồi, chú Tâm Nhiên bật lên cho những đức coi công đoạn vị này thú âm. Vì nói một câu rằng tôi biết thầy thời gian rất là lâu, tôi rất quý thầy, vì thương tọa đó, chủ trì chùa. Tôi mời thầy về chùa tôi, tôi sẽ hộ trì cho thầy tu hành, thầy không cần lo nghĩ gì cả, tôi hộ trì cho thầy, tôi rất thích thầy. Còn một vị thầy thì rất nổi tiếng, thì thầy nói một câu rằng khi nghe tin của thầy Nhận Đức, tôi cũng rất là ngậm ngùi, nói những lời giống như chia buồn cùng với mình. Thật sự với vị rằng là trong những giây phút này mà những người dù là một lời nói như vậy thôi, nó cũng cảm thấy an tình. Nhưng mà những đức với người ta chưa từng qua lại lần nào, chỉ biết từ xa thôi. Có hai vị thầy, vị thượng tọa một ngôi chùa với một vị thầy rất nổi tiếng. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là khi mình nghe gì thì trong lòng mình rất cảm ơn, mình rất quý trọng giữa người xuất gia, người xuất gia nhau. Mình tu hành mình biết mỗi người ai cũng có cái nghiệp, nhưng mà cái quan trọng bản thân mình còn tâm tu hay không mới là cái quan trọng. Nhân Đức nghĩ rằng cuộc đời mình từ đây tới ngày mình về thế giới cực lạc, mình sẽ làm cư sĩ, sẽ là một người cư sĩ nhiệt huyết tu hành, cũng như ngày xưa Nhân Đức trong chùa nhiệt huyết tu hành. Đã làm việc gì thì làm cho tới cùng, chừng nào hết duyên thôi. Nhớ kỹ. Nên Nhân Đức sẽ là một người cư sĩ nhiệt huyết nhập đời nhập đạo. Nhân Đức đã từng đời, Nhân Đức nhập đạo, Nhân Đức từ đạo, Nhân Đức nhập đời nhập đạo lại. Nhân Đức sẽ cố gắng nhiệt tình hết mình đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu. Nhân Đức nghĩ rằng đây là thời cuộc của cư sĩ. Quý vị ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi, quý vị ngồi bình tĩnh suy nghĩ thiệt là kỹ thì sẽ thấy ra liền. Người cư sĩ của quý vị, Nhân Đức thấy rất là nhiều người chịu dụng công tu tập, và quý vị tự làm tự ăn, và quý vị thấy cái khổ trong cõi đời này quá nhiều, nên quý vị có thể chịu tu để cầu sanh cực lạc. Đây là thời cuộc mà Ngài Hoàng Niệm Tổ hay nói rằng hàng cư sĩ sẽ thành tựu rất nhiều. Thì bây giờ nhân duyên Nhận Đức cũng làm cư sĩ, mà lại là một con người có nhân duyên cực kỳ lớn đối với nhiều chúng sanh. Vì coi những pháp hội như Đức tổ chức đi, con người mình đến với cõi đời này nó cũng có một sứ mệnh gì đó, lặng đặng lao đao, thuận duyên rồi lặng đặng lao đao, để coi con người mình có quyết tâm đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu hay không. Nhưng Đức thấy rằng bây giờ Nhận Đức làm cư sĩ, đây là một nhân duyên chắc chắn rằng Nhận Đức sẽ làm cái việc phát triển đạo tràng từng gia đình, phát triển nhiều đạo tràng cư sĩ. Nếu ai mà là người có tâm huyết này, hãy cùng chung tay nhiệt huyết hết mình, không dính dáng tiền bạc vật chất gì hết, không nói hai chữ cúng dường nằm trong đây, mà chúng ta cùng chung tay với nhau để phát triển Phật pháp, phát triển tịnh độ từng gia đình, từng đoàn thể cư sĩ. Nhiều người biết niệm Phật, phát thiện tâm để cầu nguyện cho chúng sanh đỡ bất kiếp nạn đi, ở khổ đạo. Vì nhớ nghe, cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh nè, 100%. Chính quý vị niệm Phật lễ Phật, quý vị thấy rõ ràng thì có sự vui vẻ mà, an lạc mà, tự tại mà. Những đức nói với quý vị nghe, quý vị chỉ cần niệm Phật lễ Phật, cái gia đình quý vị cỡ nào cũng không đến nỗi quá khổ, 100% luôn. Một ngôi chùa nào chuyên niệm Phật, quý vị cứ tin Phật Bồ Tát đi, không bao giờ quý vị thiếu thốn và khổ đâu. Nếu như quý vị vì danh vì lợi thì bị khổ gán chịu. Nếu như quý vị thật lòng vì chúng sanh, quý vị sẽ không bao giờ khổ. Nên Nhân Đức nói với mấy anh em trong chùa, lúc Nhân Đức ở chùa, Nhân Đức nói một câu này: sau này khi tôi không còn làm việc này nữa, Nhân Đức nói rất nhiều lần với mấy anh em trong chùa luôn, sau này tôi không còn làm việc này nữa, mấy ông phải nhớ, hãy thương yêu các cụ già bằng cả tấm lòng, mấy ông sẽ có phước báo cực kỳ lớn. Vì việc này tôi đã làm qua rồi, dù là tôi không còn ở trong chùa nữa, nhưng mà trong lòng của bao nhiêu con người, họ nghĩ khi tôi ở trong ngôi Tam Bảo, tôi đã đến với họ như thế nào, bằng cả tấm lòng như thế nào. Nên con người mình sống phải có một cái sự chân thật,
cái tấm lòng mình, vì mình muốn sanh cực lạc mà quý vị. Chứ đâu phải là mình muốn đi chợ đâu mà bữa nay chỗ này ngày mai chỗ nọ. Quý vị phải nhớ kỹ chỗ này, nên nhân đức nhắc quý vị là tuyệt đối không có thần tượng với một con người trong cuộc đời này, mà chỉ có tôn trọng và cảm ơn để niệm Phật sanh cực lạc. Thần tượng của mình là ai với đạo Phật thế giới cực lạc. Hãy sống bằng cả tấm lòng của mình với một gia đình. Phật pháp đem vào từng gia đình để áp dụng vào gia đình, là một công dân tốt, là một người con tốt, là một người vợ tốt, là một người chồng tốt. Cứ như vậy mà sống chân thật đi thì cuộc đời mình sống có ý nghĩa liền quý vị à. Không tệ đâu, dù mình nghèo mà mình sống không khổ. Quý vị biết đủ thì không có thiếu nợ tùm lum. Không biết đủ, dù là một cảnh giới rất giàu nhưng mà nợ nần chồng chắc. Nhưng nếu quý vị biết đủ thì đỡ thiếu nợ. Quý vị nghe lời người ta nói, bị để ý thế. Biết đủ thì ít thiếu nợ. Nếu không thì dù có nhà cao cửa rộng nhưng nợ nần tùm lum. Nên chúng ta nên cùng chung tay nhiệt tình phát động đạo tràng cư sĩ này. Từng gia đình mỗi ngày dụng công tu, siêng năng dụng công tu, dành nhiều thời gian dụng công tu, siêng năng niệm Phật, buông ra bấm số niệm Phật. Chắc chắn rằng quý vị sẽ thành tựu với pháp môn tịnh độ này. Kỳ này chúng ta tổ chức lễ viếng Đức Phật A Di Đà 3 ngày. Vì cái lịch nó nằm gì nè quý vị. Chủ nhật nó ngay 15 tháng 11, 16, 17. Nên chúng ta phải tổ chức 3 ngày thôi. Tại vì nếu bỏ ngày chủ nhật ngày 15 thì ủ quá. Nên ngày 15 nó lại là ngay ngày chủ nhật tháng 11. Ngày 16 lại là ngày 16 tháng 11, ngày âm lịch nha. Ngày 17 đó, thì tháng 11 âm lịch. 3 ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Từng gia đình rủ được vài ba người, mỗi gia đình vài ba người, không rủ được ai thì một người. Còn gia đình ai đạo tràng thì rủ được 10 người, 20 người, 30 người, tùy với khả năng quý vị. Phát động lên một chương trình, một cái lễ viếng Đức Phật A Di Đà hàng cư sĩ tập trung lại. Người nào có đèn bông sen, cầm đèn bông sen đến, bỏ hai cục pin vô, bật cái đèn bông sen lên. Cái chương trình lễ viếng Đức Phật A Di Đà bị coi lại đi, thì sẽ thấy chương trình lễ viếng Đức Phật A Di Đà mình đã từng tổ chức. Một cái pháp hội này những đức nói bảo đảm quý vị khó khi nào sau này có lại. Đúng là nếu không quay những hình ảnh đó thì quá uổng quý vị. Quý vị lâu lâu quý vị bấm coi lại đi, trong lòng bị răng, nó đúng là một thời hoàng kim của một con người ghê quá. Nên thà dù cho mình gặp sự trở ngại gì, nhưng đó cũng là thời huy hoàng của một con người, còn hơn là một đời sống vô nghĩa. Thật sự ta nói câu thà một phút huy hoàng còn hơn là ngàn năm hối tiếc. Quý vị thấy chưa? Thời gian quý vị thấy huy hoàng vô cùng chưa? Quý vị coi lại đi, quý vị thấy đúng là ai đã từng trong cái pháp hội đó mà đều là phát nguyện cầu sanh cực lạc không quý vị? Mỗi lần một cái pháp hội nào như đức đều khuyên vị là chúng ta cùng phát nguyện sanh cực lạc. Ai muốn sanh cực lạc đưa tay lên coi, là ai cũng đưa tay lên, quý vị thấy không? Thấy chưa? Nên từ đó đã phát nguyện sanh cực lạc hết rồi. Bây giờ như đức á, nhân duyên trở thành cư sĩ thì phải bắt đầu tiếp tục phát triển hàng cư sĩ từng gia đình luôn. Bây giờ nè, từng gia đình đó. Quá tuyệt vời. Nó những đức thấy mà buổi sáng thôi mà số lượng người tu khoảng cỡ 800, hơn 800, buổi chiều là hơn 1000. Cái đạo tràng này không đơn giản quý vị. Còn tối hơn 2000. Hơn 2000 đó là bao nhiêu con người? Đông dữ lắm chứ giỡn đâu. Tại gia đình cái 5 người, 3 người, 2 người, 1 người thì bình thường ấy. Đó nên rất là đông. Nên đây là cái hưng khởi của đạo tràng cư sĩ niệm Phật. Nên nhiều người niệm Phật lên để chi? Kiếp nạn nhân sinh sẽ được hóa giải. Lòng người sẽ hiền hậu bớt đi. Gia đình mình nhìn đó mà được ảnh hưởng. Nên cái lễ viếng Đức Phật A Di Đà đợt này 3 ngày phát động cái chương trình cư sĩ này lên. Thật sự mà nói những đức phù hợp với quý vị à. Phù hợp cái gì? Duyên như thế nào những đức phát động ngay chỗ đó làm gì? Những đức cũng không cấm quý vị đi đâu,
Nhưng những đứa có quyền phát động. Việc này tốt mà. Quý vị muốn đi đâu chuyện của quý vị chứ. Còn riêng những đức phát động cái nào là do nhân viên những đức. Thì những đức phải phát động vậy thôi. Nó, nên từ nơi đó mỗi người nhìn nhận sâu sắc để suy nghĩ. Những đức thấy 100% nếu tại gia đình quý vị là một phương pháp tu, có phương pháp tu, phương pháp niệm Phật rõ ràng, thì những đức nói cả đời quý vị tu sẽ không bao giờ bị trở ngại nhiều. Nhớ kỹ, chúng ta có nhiều người mình lang thang nay đầu này mai đầu nọ mốt đầu kia, người ta chỉnh đầu này mình cũng chỉnh theo, đi bước qua đầu này thì người ta chỉnh mình cũng chỉnh theo, bước qua đầu này người ta bỏ cái này mình cũng bỏ theo, cuối cùng mình cứ lang thang như vậy không biết đâu là bờ bến. Vì đó là một tổ chức lớn, người ta phải điều chỉnh hoài, mình phải chỉnh theo. Bây giờ mình có cái sự độc lập của một gia đình, nắm một cách tu luôn rõ ràng luôn, và luôn luôn tin vào Phật A Di Đà, sự cứu độ của A Di Đà Phật. Nên cứ chân thật niệm Phật đi, yên tâm quý vị. Cứ chân thật mà niệm Phật. Đây là những buổi nói chuyện rất có tâm huyết nha quý vị. Nên mỗi một con người nên chân thật sống có ý nghĩa, làm việc ý nghĩa. Ý nghĩa nhất là đem Pháp môn Tịnh Độ này giới thiệu. Tại gia đình hiếu với cha mẹ, làm tròn trách nhiệm của mình, dù có sự thiệt thòi cỡ nào mình cũng vui vẻ trả để mình về thế giới cực lạc. Nhớ nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. A Di Đà Phật.